Xin chào quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về con bọ trĩ trên cái cây bầu bí dưa và cái giải pháp phòng trị hiệu quả đối với con bọ trĩ trên nhóm bầu bí dưa nhé. Thì hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật nhiều thông tin mới nhất từ kênh nhé quý vị. Hãy ủng hộ kênh của chúng tôi nếu thấy hữu ích nhé. Thì đối với cái con bọ trĩ thì chúng ta cần phải khái quát về nó. Đây là ba con bọ trĩ mà từ cái tuổi nhỏ cho tới trưởng thành, nó có từ màu vàng cho tới màu đen nhé quý vị ha. Và đây là cái dòng đời con bọ trĩ, nó từ ấu trùng tuổi trứng, ấu trùng tuổi 1, ấu trùng tuổi 2, rồi tiền nhộng, rồi nhộng, rồi con trưởng thành. Và con bọ trĩ hay còn gọi là con bù lạch đó, thì nó có cái thuộc cái họ là Ripidae. Và cái loại này thì dù là con non hay con trưởng thành nó đều rất là nhỏ, chỉ dài khoảng 1 mm nên không dễ phát hiện bằng mắt thường. Và khi con còn non á thì cái con bọ trĩ nó không có cánh, nó có cái màu xanh hoặc là màu vàng nhạt. Rồi hình dạng nó thì giống với cái con trưởng thành. Nhưng mà cái con trưởng thành thì nó có cái màu vàng đậm hoặc là màu đen, và cánh thì nó có những cái sợi tơ mảnh và ở cuối bụng nó thon, là cái bộ cánh nó đây không gì ha. Và cái điều kiện gây hại của con bọ trĩ đó thì cái mùa khô nóng là cái giai đoạn mà con bọ trĩ nó phát triển mạnh, gây hại nặng cho nhiều loại cây, hoa, trái, đặc biệt là cái nhóm họ bầu bí, rau. Nó còn là cái tác nhân truyền bệnh khảm cùng với cái họ dưa. Với cái con bọ dưa thì nó truyền cái bệnh khảm trên cái cây rất là nhiều. Để mà nhận biết con bọ trĩ và sử dụng biện pháp phòng trừ hữu hiệu sẽ đem lại cái sự sinh trưởng và phát triển tốt cho cái cây rau dưa cũng như là cái cây trồng của chúng ta trên đồng ruộng. Thì cái triệu chứng của con bọ trĩ gây hại, nó có khả năng gây hại từ cái giai đoạn mà cây con cho đến ra hoa luôn, và đặc biệt là đến giai đoạn đầu trái nó vẫn gây hại, và chủ yếu là nó gây hại trên những cái phần non của cây rau dưa của chúng ta. Chúng chích thuốc nhựa làm cho cái đọt non nó bị khô, lá nó xoăn vàng, ngọn dưa thì nó chùng lại và nó ngóc đầu lên, mà bà con mình thường gọi là đầu lân á, và nó làm rụng hoa trái, không nó phát triển được lớn. Đây là những cái trường hợp di chứng của cái bọ trĩ nó gây hại. Và khi cái thời tiết càng nóng khô thì môi trường thiếu nước, bọ trĩ nó càng phát triển mạnh hơn. Nên là ngoài cái việc mà chăm sóc tốt cho cây thì cần phải tưới đều đặn bằng cách là sử dụng hệ thống phun mưa để làm tăng cái độ ẩm, tạo mát, làm hạn chế cái số lượng cũng như là cái khả năng gây hại của cái con côn trùng này. Về cái mùa vụ của bầu bí dưa thì từ tháng 5 trở đi là cái thời điểm mà chính vụ của các loại cây họ bầu bí, bao gồm dưa hấu, dưa chuột, bí đao, bầu, mướp, rồi bí ngô, mướp đắng, mướp hương, đậu bắp, vân vân. Thì với cái đặc tính ưa sáng và mùa nắng nóng nên là họ bầu bí thường đạt được cái năng suất cao và ít bị bệnh hại. Tuy nhiên thì với cái mùa này là cái con bọ trĩ nó tấn công rất là nhiều, và đặc biệt là ở cái giai đoạn này thì cái điều kiện thời tiết là môi trường lý tưởng để các con bọ trĩ nó phát triển gây hại cho cái nhóm cây vốn rất dễ tổn thương bởi sâu bệnh. Và cái đặc tính kháng thuốc của cái con bọ trĩ thì nó có đặc tính kháng thuốc mạnh và mau quen thuốc, nên là vì thế cần phải sử dụng những cái loại thuốc có hiệu quả tác động tiếp xúc mạnh, phải luân phiên thuốc giữa các cái lần phun. Và cái biện pháp hóa học thì khi con bọ trĩ nó tấn công trên cái ruộng bầu bí dưa thì chúng ta cần phải phát hiện sớm để mà tiến hành phòng trị. Có thể sử dụng những cái loại thuốc các cái gốc ít ảnh hưởng đến môi trường và thiên địch, như là cái nhóm thiamethoxam, nó có cái tata hoặc là actara, hay là nhóm radian, chét, confidor, minetostar. Cái gốc trị mạnh như là abamectin, gốc lân, gốc cúc hay là cái nhóm nitazenam nó cũng hiệu quả rất là tốt đối với lại cái con bọ trĩ. Tuy nhiên nó diệt luôn cả thiên địch, nó dễ làm bùng phát cái dịch sau này. Nhìn chung thì với bọ trĩ có thể phun các cái loại thuốc rẻ tiền là phòng được cái nhóm bọ trĩ trên bầu bí dưa, đó là phòng. Còn nếu như trị thì chúng ta phải sử dụng những cái loại thuốc lưu dẫn khá là đắt tiền. Nhưng lưu ý về cái tính mẫn cảm của cái cây khi mà chúng ta phun thuốc, những cái loại thuốc chúng ta chọn lựa nó phải không mẫn cảm, và chúng ta nên cộng cái phân bón lá để cây nó mở lá nhanh hơn. Và với các cái ruộng bị nặng thì có thể phun là đến 2 đến 3 lần nếu mà phun loại diệt nhanh không lưu dẫn. Cái điều kiện là chúng ta phun phải nhiều nước, ướt cây thì con bọ trĩ nó chết nhanh hơn là chúng ta phun ít nước. Và lưu ý cách phun con bọ trĩ trên ruộng ớt của mình hay là ruộng cây trồng cây rau dưa đó, thì phun tát ghép, ướt đều tán lá. Trước khi phun nên tưới đều mặt ruộng, tạo cái độ ẩm cho cái cây trồng, và phun phủ cả phần liếp không có cây trồng. Trên cái ruộng họ bầu bí dưa chúng ta, đôi khi cái bầu bí của mình nó ra nó còn nhỏ thì bà con mình cứ nghĩ là phun trên cái cây bí cây dưa không là đủ, nhưng mà những cái khoảng đất trống có cỏ thì bọ trĩ nó cũng vẫn còn ở ngoài đó, và nó tạt ra đó nó nằm. Khi chúng ta phun xong thì nó sẽ tấn công vào bên trong cái cây của mình trở lại, nên là chúng ta phun bọ trĩ là phun cả ruộng, không chỉ phun riêng cái cây trồng.
và phun thuốc lưu dẫn sẽ diệt hết được cả lứa trưởng thành và trứng. Vòi phun phải mịn và áp lực mạnh. Và khi chúng ta phun á, thì chúng ta cần phải lưu ý là mình phải hướng cái bát phun, hướng cái bát phun chụp tỉa từ trên xuống ngay cái đọt cây và hướng xéo vào xuống để cho nó tiếp cận cả hai mặt lá xuyên xuống đất luôn. Và qua cái khi mà chúng ta tại sao chúng ta phải phun xuống tới đất? Tại vì cái con bọ trĩ á, nếu như mà chúng ta làm động nó là nó giả chết và nó rớt xuống đất nó nằm. Nên là nếu như chúng ta phun chỉ trên lá mà dưới đất con bọ trĩ nó sau khi nó nằm đó một thời gian thì nó bay ngược trở lên thì nó sẽ gây hại tiếp. Nên là chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta phun được thì chúng ta nên phun xuống đất để cho cái những cái con nó có rớt dưới đất nó cũng chết luôn. Và cái mùa nắng thì phải phun phòng khi cái con bọ trĩ nó chớm xuất hiện. Thì đây là một trong những cái hình ảnh mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về việc phun phủ cả cái phần liếp không có cây trồng, phun bọ trĩ là phải phun cả ruộng. Thì ở đây chúng ta thấy là cái cây dưa của mình như thế này, chúng ta bỏ cái hạt nó bò ra như thế này, bỏ ngọn tới đây. Và thường là chúng ta phun bọ trĩ thì chúng ta chỉ phun từ đây trở vào thôi. Nhưng mà chúng ta cần phải lưu ý là cái khoảng trống này nó có cỏ rồi dưới này thì nó vẫn có những cái con bọ trĩ nó nằm ngoài đây, nó tạt ra đây nó nằm. Khi chúng ta phun thuốc nó động nó bay ra đây. Thì khi chúng ta phun xong một thời gian nó sẽ bay trở vào, nên là chúng ta phun nên phun phủ qua, phủ luôn cả bạt này thì những cái con bên dưới này nó cũng bị tiếp xúc và nó chết. Và cái loại thuốc chúng ta có thể sử dụng thì ở đây chúng ta cũng biết là đối với cái radian hay là bà con mình gọi là trái cà đó, thì chúng ta sử dụng với cái liều lượng là 3 gói trên 1.000 mét vuông đối với họ bầu bí dưa. Ưu điểm là đặc trị được con bọ trĩ và phun xong thì bọ trĩ nó té ngay, phun tăng liều không có gây nóng cho cây trồng và giúp giảm stress ở cây trồng cũng như là có cái tính lưu dưỡng cao khoảng 7 ngày. Cái nhược điểm của cái này đó là hiện nay là phải phun tăng liều. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể sử dụng tới cái Minetto Star 60WG 2 gói cho 1.000 mét vuông. Cái ưu điểm đó là gì? Ưu điểm đó là nó đặc trị cái con bọ trĩ và không gây kháng thuốc ở bọ trĩ, cũng như là phun tăng liều không có gây nóng cho cây trồng của chúng ta, kể cả liều gấp đôi. Ngoài việc phun bọ trĩ thì còn trị cả con sâu miệng nhai có tính lưu dẫn cao khoảng 2 tuần. Và cái nhược điểm của nó là cái thuốc lưu dẫn nên là nó chết chậm sau khi phun từ 2 tới 3 ngày. Bên cạnh đó thì cái sản phẩm Actara là một cái sản phẩm khá là lâu đời được bà con mình sử dụng, đó là sử dụng cái liều 5 đến 6 gói trong một bình 25 lít, cái gói 1 gram đó. Thì đặc trị được cái con bọ trĩ và nó phun tăng liều, không có gây nóng cho cây trồng và giúp xanh cây, chống stress ở cây trồng và có tính lưu dẫn cao khoảng 7 ngày. Nhược điểm của nó là gì? Là cái thuốc lưu dẫn rất chậm sau khi phun từ 2 tới 3 ngày và hiện nay nó có cái tính kháng ở con bọ trĩ rất là nhanh. Bên cạnh đó thì cũng cái nhóm Tata nó cũng gần giống như vậy ha, cũng là cái thiamethoxam. Nhưng mà cái nhược điểm của cái Tata nó đem lại một cái điều đó là kháng thuốc ở bọ trĩ nhanh cũng như là cái màu lá sau phun nó không có bóng đẹp, không có, có thể là do cái chất phụ gia nó chưa đạt được cái tiêu chí trên những cái cây họ bầu bí dưa, cây rau màu. Và bên cạnh đó thì có một cái sản phẩm đó là sản phẩm chết 50WG, bà con mình cũng có thể sử dụng để trừ con bọ trĩ với cái liều là từ 2 tới 3 gói cho 1.000 mét vuông. Nó đặc trị và phun tăng liều không gây nóng cho cây trồng, có tính lưu dẫn khoảng 2 tuần và nhược điểm thì nó chết chậm. Và một cái sản phẩm mà bà con chúng ta rất là quan tâm và sử dụng thường xuyên nữa đó là cái Confidor. Confidor là một cái sản phẩm mà nó có cái đặc tính là đặc trị con bọ trĩ, phun bọ trĩ chết ngay và phun tăng liều nó không gây nóng cho cây trồng. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm đó là gì ạ? Nhược điểm của nó thì chúng ta thấy rằng là đối với cái Confidor nó ít lưu dẫn và sau phun 4 đến 5 ngày là lứa thứ hai nó tiếp tục nó nở ra và cần đi thăm thường xuyên sau khi phun để chúng ta đón chúng ta phun. Và cái nhóm Nitambiram hay là cái nhóm chết vàng đó thì chúng ta thấy là sử dụng cái liều khoảng 2 3 đến 3 gói trên 1.000 mét vuông. Thì loại này nó được một cái ưu điểm là diệt nó chết nhanh, đặc trị con bọ trĩ diệt chết ngay luôn. Và nhược điểm thì nó ít lưu dẫn và chất phụ gia chưa chuyên biệt cho cây bầu bí dưa nên là khi phun thì nó ít mở lá và có thể nóng cho cây trồng. Sau phun 4 5 ngày là cái lứa thứ hai nó có thể nở trở ra, cần đi thăm ruộng thường xuyên. Bên cạnh đó thì cái nhóm Abamectin, đây là những cái nhóm rẻ tiền. Abamectin thì bà con mình có thể phun bằng cách là sử dụng cái thuốc giá trị cao như những cái sản phẩm trước đây chúng ta sử dụng trên cái trùm trên cái cây dưa. Còn đối với cái Abamectin này thì chúng ta phun phủ đều trên cả ruộng để trừ những cái con bên ngoài thì nó sẽ đạt được hiệu quả rất là cao, phòng trị phổ rộng ha, sâu rầy bọ trĩ luôn. Cái Abamectin này nó trừ được cả sâu nữa nên là phun bọ trĩ nó chết ngay và giảm mật số sau khi phun khoảng 30 phút. Chi phí thấp, có thể dùng để phun phủ cả ruộng. Và cái nhược điểm của nó là gì ạ? Là không có lưu dẫn nên là nó diệt hết thiên địch trên đồng ruộng luôn và nó có thể nóng cho cây trồng để lại di chứng khi mà chúng ta phun với nồng độ nó cao. Và sau khi phun 2 tới 3 ngày là cái lứa thứ hai nó có thể tiếp tục nở ra.
À, và cái nhóm emametin cũng là một trong những cái nhóm mà chúng ta có thể dùng để trừ sâu và cả trừ rầy luôn. Sâu rầy bọ trĩ phun khi vô là con bọ trĩ nó chết ngay và giảm mật số sau phun khoảng 30 phút. Cái nhóm này thì cũng có một cái ưu điểm là rẻ tiền, có thể dùng để phun phủ cả ruộng sau khi chúng ta phun bằng những cái thuốc như là Minocycline, trái cà hay Confidor để chúng ta phun chụp lên trên cái cây trồng xong thì chúng ta dùng cái này để chúng ta phun phủ lại cả ruộng. Và cái nhược điểm của nó thì cũng không lưu dẫn và có thể nóng cho cây trồng. Sau 2-3 ngày phun thì có khả năng là nó có bọ trĩ xuất hiện trở lại. Đó là một số thông tin chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về cái giải pháp phòng trừ cái con bọ trĩ ở trên cái cây họ bầu bí dưa và rau màu. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến xây dựng video của quý vị. Hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật nhiều thông tin mới nhất từ kênh nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.